Thưa quý vị và bà con, những câu chuyện được mùa mất giá hay những đợt giải cứu nông sản từ lâu trở thành nỗi ám ảnh với người nông dân và là vấn đề cần nghiêm túc nhìn nhận đối với lãnh đạo ngành. Nền sản xuất nông nghiệp manh mún, lạc hậu đã không còn phù hợp với thị trường ngày càng đòi hỏi các sản phẩm chất lượng. Chính vì vậy, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao là một xu hướng phát triển tất yếu. Không nằm ngoài xu hướng đó, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng đang có nhiều chính sách đưa nông nghiệp công nghệ cao phát triển trở thành một trong 4 mũi nhọn của nền kinh tế. Ngay từ đầu năm 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo cần phải có một gói tín dụng 100.000 tỷ đồng với cơ chế vay ưu đãi, thuận lợi, thông thoáng nhất để khuyến khích, hỗ trợ và thúc đẩy phát triển nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và cũng là hiện thực hóa tinh thần của nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 6, ngày 28 tháng 7 năm 2017, tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu đã xây dựng đề án 04 về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025, đưa ra 3 nhiệm vụ trọng tâm: xây dựng khu công nghiệp công nghệ cao tập trung, chuyên biệt, thúc đẩy sự phát triển vùng sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, phát triển cộng đồng doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Việc ứng dụng công nghệ cao và phát triển nông lâm nghiệp thủy sản là rất cần thiết. Việc thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh là một yếu tố quan trọng góp phần tạo đột phá về năng suất và chất lượng, hạn chế rủi ro sâu bệnh dịch hại và khí hậu thời tiết của thời. Từ đó đến nay, ứng dụng công nghệ cao đang là xu hướng tất yếu trên những cánh đồng, trang trại của Bà Rịa Vũng Tàu. Và 4 năm trở lại đây, ngày càng nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao trong và ngoài nước tìm đến Bà Rịa Vũng Tàu. Cho đến cuối năm 2021, có 65 doanh nghiệp với 66 dự án đăng ký đầu tư vào vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Hiện tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã hình thành 7 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên cả 3 lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản với tổng diện tích 6.880 ha. Ở lĩnh vực trồng trọt, vùng sản xuất rau có diện tích 784,5 ha tại thị xã Phú Mỹ và huyện Đất Đỏ, vùng sản xuất hồ tiêu diện tích 2.500 ha tại huyện Châu Đức và huyện Xuyên Mộc, vùng sản xuất cây ăn quả đặc sản diện tích 2.500 ha tại huyện Châu Đức, Xuyên Mộc, Đất Đỏ và thị xã Phú Mỹ, vùng sản xuất hoa, cây cảnh diện tích 43,5 ha tại thị xã Phú Mỹ và huyện Đất Đỏ. Lĩnh vực chăn nuôi đã hình thành các vùng quy hoạch chăn nuôi tập trung ứng dụng công nghệ cao tại 4 huyện Châu Đức, Xuyên Mộc, Đất Đỏ, thị xã Phú Mỹ với quy mô 226.000 con heo trong một năm và hơn 2,6 triệu con gà trong một lứa. Lĩnh vực thủy sản cũng đã hình thành các vùng quy hoạch sản xuất nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao. Vùng sản xuất giống tôm diện tích 53,99 ha tại thị trấn Phước Hải, vùng nuôi trồng thủy sản trên diện tích khoảng 380 ha tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ và 17 ha tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, hình thành vùng nuôi trai lấy ngọc ứng dụng công nghệ cao tại vịnh Côn Sơn, huyện Côn Đảo với quy mô 100 ha. Về tiềm năng và lợi thế, cái thứ nhất là tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thuộc miền Đông Nam Bộ có điều kiện khí hậu thổ nhưỡng ôn hòa. Cái thứ hai là có vị trí địa lý thuận lợi, là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tiếp giáp với thành phố Hồ Chí Minh. Cái thứ ba là có cảng biển, nước sâu cái mép thị vải, kết nối giao thông với việc vận chuyển hàng hóa trong khu vực và trên thế giới. Cái thứ tư là có cơ sở hạ tầng tốt và thuận lợi, tỉnh có các quốc lộ như quốc lộ 51, 55, 56, đặc biệt là quốc lộ 51 và 56, kết nối với quốc lộ 1 xuyên suốt từ Nam ra Bắc. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 4K Farm là doanh nghiệp đang đầu tư khoảng 300 nhà màng trồng rau công nghệ cao tại thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức và huyện Đất Đỏ. Thời gian qua, công ty này đã giúp hơn 200 hộ dân chuyển đổi từ mô hình trồng rau truyền thống sang trồng rau sạch ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao sản xuất trong nhà màng, đồng thời thực hiện liên kết tiêu thụ sản phẩm của nông dân. Nhờ vậy, sản phẩm rau sạch của các hộ dân đạt tiêu chuẩn 4.0, không sử dụng chất kích thích, chất bảo quản, thuốc bảo vệ thực vật, không sử dụng giống biến đổi gen. Được xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc, mã vạch với các thông số cụ thể về quy trình sản xuất, loại giống cây, thời gian gieo giống và thu hoạch, địa điểm, người trồng. Hiện nay, năng suất trung bình đạt trên 3 tấn một sào một vụ, được công ty 4K Farm bao tiêu toàn bộ sản phẩm, thu nhập bình quân các hộ khoảng 20 triệu đồng một tháng. Tôi nghĩ rằng là tỉnh mình nên có một cái khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
mà cái nơi đây sẽ quy tụ về những cái doanh nghiệp lớn, họ sẽ mang về những công nghệ tốt, những công nghệ mới liên quan đến sản xuất, liên quan đến chế biến và thậm chí là chế biến sâu, giúp gia tăng cái giá trị của cái sản phẩm cũng như là nâng cao cái chất lượng cho cái người tiêu dùng khi mà sử dụng những cái sản phẩm. Thứ hai nữa là chúng ta nên khuyến khích những cái chương trình khởi nghiệp, những cái doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới trong cái lĩnh vực nông nghiệp, thúc đẩy họ để họ ứng dụng những cái nông nghiệp công nghệ cao từ trên thế giới ứng dụng vào sản xuất. Đó. Và thứ ba nữa là chúng ta nên có những cái chính sách, có những cái cơ chế để giúp kêu gọi nhiều hơn nữa những cái doanh nghiệp lớn, những cái nhà đầu tư để họ về đây, họ đưa những công nghệ mới về, họ nâng cao cái giá trị chất lượng của các cái sản phẩm nông sản trong địa bàn tỉnh. Cacao organic của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất cacao Thành Đạt được ứng dụng công nghệ cao trong toàn bộ quá trình trồng, chăm sóc, thu hoạch và chế biến nên được đánh giá cao về chất lượng mẫu mã. Năm 2019, công ty Thành Đạt xuất khẩu hạt cacao sang thị trường Nhật Bản. Đến tháng 12 năm 2020, 1,5 tấn sản phẩm chocolate organic của công ty Thành Đạt được xuất theo con đường chính ngạch. Năm 2021, mặc dù ảnh hưởng dịch COVID-19, nhưng sản lượng xuất khẩu của công ty vẫn đạt từ 1 đến 3 tấn mỗi tháng. Giá thành hạt cacao thu mua từ bà con nông dân cũng nhờ đó mà tăng từ 60.000 lên 100.000 một ký. Tuy nhiên, khó khăn mà doanh nghiệp hiện gặp phải là vùng nguyên liệu thiếu tập trung, năng suất và chất lượng chưa ổn định. Chúng tôi cũng kỳ vọng là về cái hướng phía phát triển cái công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao thì chúng ta nên phải có những cái vùng quy hoạch nó phù hợp với cái thổ nhưỡng, với cái nguồn đất của từng địa phương trong tỉnh. Cái thứ hai là chúng ta phải đổi mới, nghiên cứu sâu về các cái giống, nâng chất lượng cái sản phẩm. Cái thứ ba là tập trung vào cái việc canh tác, làm sao đưa ứng dụng công nghệ cao, đổi mới lại cái quy trình canh tác, đưa nông nghiệp vào, nó bền vững là đi cái hướng nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ. Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được xem là một trong những giải pháp then chốt giúp người dân chủ động trong sản xuất, khắc phục được tính mùa vụ, giảm sự lệ thuộc vào thời tiết, khí hậu, đáp ứng nhu cầu thị trường về chất lượng nông sản. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân nên việc nhân rộng mô hình này vẫn gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh một số chính sách khuyến khích thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Trong đó, một số chính sách như Nghị quyết số 20, Nghị quyết số 21 năm 2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chính sách tín dụng khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh. Triển khai chính sách tín dụng về cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch. Ngoài ra, các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng khu, vùng quy hoạch phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đào tạo nguồn nhân lực phát triển trang trại, công nghệ cao trong nông nghiệp, xúc tiến thương mại nông nghiệp, tổ chức các chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm về sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cũng được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chú trọng tham mưu cho tỉnh và triển khai thực hiện. Cùng đó, ngành nông nghiệp đã tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư tìm hiểu cơ chế, chính sách, thủ tục, tiềm năng thị trường, đối tác và cơ hội đầu tư. Để đạt được mục tiêu phát triển nông nghiệp công nghệ cao giai đoạn 21-2025, ngành nông nghiệp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giải pháp như sau: tiếp tục tuyên truyền phổ biến và hướng dẫn doanh nghiệp tiếp cận thông tin chính sách nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư ứng dụng công nghệ cao, lựa chọn và mời các doanh nghiệp có đủ năng lực tham gia xây dựng chuỗi sản xuất từ khâu sản xuất đến thu mua, sơ chế, chế biến, tiêu thụ từng ngành hàng có tiềm năng lợi thế của tỉnh, triển khai thực hiện hiệu quả chính sách khuyến khích phát triển hợp tác liên kết trong sản xuất các cái tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, chính sách khuyến khích hỗ trợ chuyển đổi kinh tế hộ thành kinh tế trang trại và doanh nghiệp, chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng liên kết hợp tác sản xuất tiêu thụ sản phẩm giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và người nông dân. Tuy đang có những bước khởi đầu khá suôn sẻ, nhưng để chuyển đổi một nền nông nghiệp vốn manh mún, tự phát sang nền nông nghiệp công nghệ cao hoàn toàn không phải là câu chuyện của riêng ngành nông nghiệp. Để có những bước phát triển mạnh mẽ, ngoài chính sách thông thoáng của chính phủ, sự hỗ trợ của các ngân hàng, thì ý thức của người sản xuất trong việc mạnh dạn áp dụng những giải pháp về công nghệ nhằm tự động hóa toàn bộ là vô cùng cần thiết.
Ngoài ra, cần có sự tham gia của các doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp bài bản với chiến lược phát triển bền vững và có chuỗi giá trị từ đầu vào đến đầu ra cho sản phẩm. Doanh nghiệp chính là người đồng hành cùng nông dân để tạo ra các sản phẩm có giá trị cao. Thưa quý vị và bà con, đưa công nghệ 4.0 vào sản xuất nông nghiệp là con đường mở nhưng còn rất gian nan, đòi hỏi sự đầu tư đúng mực và sự chủ động tích cực trong việc thay đổi tư duy, cách thức sản xuất từ chính người nông dân, doanh nghiệp để ngành nông nghiệp có những đóng góp xứng tầm một trong 4 mũi nhọn kinh tế của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đến đây, chương trình Tam Nông 4.0 do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện xin tạm dừng. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.